Hàng ngàn thí sinh thuộc hệ trung cấp nghề, cao đẳng nghề trong cả nước đang có nguy cơ không được cấp bằng sau quá trình đào tạo liên thông lên đại học trái phép. Không chỉ dừng lại ở đây thì nhiều doanh nghiệp trên danh nghĩa phối hợp với các trường cao đẳng đại học lợi dụng việc quản lý đào tạo liên thông lỏng lẻo, thực hiện tuyển sinh rồi mập mờ trong việc hứa hẹn sau tốt nghiệp. Đó là các sai phạm đã diễn ra từ nhiều năm nay. Các cơ quan quản lý hiện đang rốt ráo vào cuộc để kiểm tra và xử lý. Tập đoàn Vietcare vốn không phải là một đơn vị được phép của Bộ Giáo dục ra thông báo tuyển sinh đào tạo. Nhưng dưới danh nghĩa phối hợp với nhiều trường đại học, năm 2011, đơn vị này đã thông báo tuyển sinh với hứa hẹn về tấm bằng cử nhân thực hành và được liên thông lên đại học. Hàng trăm thí sinh cả tin đến nhập học ở tập đoàn Vietcare. Nhiều sinh ngỡ đó là trúng tuyển hệ chính quy nên chi ra đến hàng chục triệu đồng. Mà khảo sát ở đây để tìm ra các cái thao tác. Với những học sinh này, gửi trường đào tạo hay là mình tự đào tạo hay như thế nào? Cả hai anh ạ, bởi vì là mỗi một khách hàng này thì họ vừa phải là hình tam giác mà lại vừa phải là hình tròn. Vì vậy mà cái hình tam giác ấy thì là cái việc đó là cái trách nhiệm của nhà trường đối với họ. Thì cái việc này thì doanh nghiệp Vietcare không có tác động. Trường Đại học Điện lực, một trong những đơn vị phối hợp với tập đoàn Vietcare thì lại cho rằng tập đoàn Vietcare đã lợi dụng danh nghĩa của trường để thực hiện việc tuyển sinh. Chúng tôi là chỉ cho tập đoàn Vietcare đào tạo về cao đẳng nghề, nhưng mà họ lại nhưng một phần nữa thì họ tự đào tạo về nhân lực trò thì họ bỏ đào tạo bổ sung những cái kỹ năng mềm kèm theo. Thế thì khi tuyển sinh thì như vậy là họ đã không tách hai cái phần này ra với nhau mà họ nhập vào là một, và họ chúng tôi không hề hứa rằng là đào tạo liên thông, đào tạo một năm nữa để cấp bằng đại học chính quy cho họ. Nhưng liệu có đúng trường Đại học Điện lực bị lợi dụng hay không khi hàng trăm sinh viên do doanh nghiệp tuyển sinh lại thuộc diện trường quản lý? Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc các trường đã và đang thực hiện đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên đại học mà không có sự đồng ý của Bộ Giáo dục Đào tạo là sai nguyên tắc. Điều này chỉ có thể lý giải với một lý do là các trường này cần có thêm một đầu vào tuyển sinh ngoài kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng hàng năm nhằm tăng số lượng học sinh sinh viên, từ đó tăng thêm nguồn thu cho các trường. Thì để mà làm minh bạch hóa xã hội, công khai hóa những cái công việc này thì chúng tôi đã quyết định công khai hóa những cái danh sách những cái trường mà đã được cấp phép. Ví dụ như là vừa rồi thì đã có đến giờ phút này là có 16 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép là thực hiện cái liên thông từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên đại học. Và như vậy để tạo điều kiện cho xã hội, để cho người học biết và giám sát các cơ sở này. Thế còn là chúng tôi cũng đã có một cái điều tra, giám sát và đã có danh sách các trường mà thực hiện không đúng các quy định, và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục thanh tra kiểm tra để và có những cái giải quyết dứt điểm đối với những trường này. Cách đây khoảng 2 tuần, hàng loạt đề án xin phép đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên đại học mới được nộp lên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không ít đề án trong đó là của các trường đã sai phạm. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ không hợp lý hóa việc sai phạm của các trường. Và như vậy, tấm bằng liên thông từ trung cấp nghề lên đại học mà hàng ngàn sinh viên, học sinh mơ ước liệu có trở thành hiện thực?